anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô của chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phép nến phục sinh. Đức Kitô vẫn là một và Omega và tận cùng, người làm chủ thời gian. Vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển. Nguyện này vạn tuế Kitô. Gìn giữ. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu dải ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy, khi ta từ thánh hóa nơi các ngươi trước mặt họ, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc. Là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong Hội Thánh Công Giáo. Vậy, anh chị em, để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Cho những người được sửa tội trong việc phục sinh trên
và thánh thần ban phước lành cho anh.